À, tao cũng xin thưa cái kênh YouTube của anh Bưu, anh Bưu Lang Thang. Thì hôm nay tôi là cháu tìm mộ của cậu ruột, là tìm gặp mộ cậu ruột tôi là Nghĩa Cầm, là tử trận mùa hè năm 1972. Nay tôi là tìm mộ, thì cho phép tôi xin đại diện gia đình để gửi lời thăm các cái mạnh thường quân đã có cái tâm hôm nay. Gia đình chúng tôi rất vui mừng và xin cảm ơn. Thôi thì con cũng đại diện cho cái team của con, cũng chúc cho gia đình của chú cũng tìm lại được cái phần mộ của gia đình bác Nghĩa Cầm. Nhân dịp năm mới, con cũng chúc cho gia đình bác một năm mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương, làm ăn phát tài phát lộc trong năm mới này. Xin chúc mừng gia đình. Dạ, thôi một lần nữa thì gia đình xin cũng cảm ơn tất cả quý anh và xin chân thành cảm ơn. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Hiện tại bố đang có mặt tại nghĩa trang sư đoàn 22 bộ binh Việt Nam Cộng hòa tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sáng hôm nay thì bố đến đây, bố cũng trùng tu lại những phần bia mộ cho các bác các chú tử sĩ trong khu nghĩa trang. Thì cũng có một cái gia đình đến đây tìm mộ người thân mình nha. Bố sẽ quay lại, bố sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Mời cả nhà xem clip nha. Sáng hôm nay thì thời tiết tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thì trời nắng nha. Không có mưa nha cả nhà. Ngày hôm qua thì cũng trời cũng âm u, sáng hôm nay cũng thời tiết cũng mát mẻ, rất dễ chịu nha. Sáng nay thì bộ đến đây bộ cũng tùng tu là những phần bia mộ cho các bác các chú tử sĩ trong khu bơ, khu tử trận năm 1972. Bộ sẽ quay lại cho cả nhà xem nha. Và bố cũng tình cờ thấy có một gia đình đến đây tìm mộ ông bà mình. Bố sẽ quay lại, bố sẽ chia sẻ cái cuộc tìm kiếm này cho cả nhà xem nha. Mời cả nhà xem clip nè. Còn đây là khu chôn cất tử sĩ năm 1972 nha cả nhà. Khu này thì ngày xưa nằm trong một cái khu rừng á. Cũng nhờ mạnh thường quân cũng đóng góp tiền cũng phát ban, khu này cũng trở nên sạch sẽ và thông thoáng hơn nha. Cho nên công việc trùng tu là những phần bia mộ của các bác các chú tu sĩ được dễ dàng hơn nha. Mấy ngày nay thì bộ cũng đến đây, bộ cũng trùng tu khoảng 3-40 phần mộ của các bác nha. Sau khi trùng tu những khoảng 5-60 phần mộ thì bộ sẽ quay một cái clip, bộ sẽ chia sẻ cho cả nhà xem để biết thông tin mộ của cha ông mình và mail đến đây tìm lại những phần mộ của các bác các chú nha, và đưa các bác các chú về độ tuổi với gia đình sau năm mười mấy năm xa cách rồi. Có không? Có. Sáng nay thì cũng có một gia đình của bác Nghĩa Cầm nha, cũng đến đây tìm mộ, và cuối cùng thì gia đình cũng đã tìm ra cái phần mộ của bác nha. Gia đình rất là vui mừng nha cả nhà. Đến đây tìm một cái mộ ra liền. Đến đây tìm cái dây vô đây là đây nha cả nhà. Những cái phần bia mộ này thì ngày hôm qua bộ cũng trùng tu lại. Nhưng mà sáng hôm nay thì cũng gia đình đến đây cũng tìm ra cái phần mộ của bác nha. Chúc mừng gia đình bác nha. Đây thung lũng mà, đi thung lũng mà. Rồi là nói là hầu hầu ông ngoại có xuống là nói bà ngoại kêu là ông ngoại là đấu họ Nghiễn. Rồi, tên vẫn giữ nhưng mà họ Nghiễn là Nghiễn Cầm. Vậy đúng chính xác rồi ạ. Hạ chính nhất nè.
Anh còn nhớ chưa? Còn nhớ. Mới làm qua mà. Cho nên bữa coi là chưa thấy lên cái khu này. Em là khoảng 40-50 ngôi mộ quay chia sẻ một clip được. Chứ giờ mới làm mới 20-30 cái chưa được. Tới bữa đi làm mai mới chia sẻ nè. Rồi, nói chung là giờ ông cũng lên thiên là nói chung cho con cháu tìm. Nói chung là ông bác ông cũng lên thiên này. Ngày hôm qua cái bia ông có chưa sơn. Ông cũng không cho mướn con cháu thấy. Bây giờ sạch sẽ là ông mà ông cho con cháu tới nè. Ông đúng không? Đúng rồi. Thiệt chứ? Qua bia nó đi thôi à. Mới làm lại. Chính xác luôn. Cái dãy bên đây là 72. Kia là 70. Không biết rõ ông là tôi biết rõ là hai thứ nhất. Hồi tôi đã biết rồi mà. Chú là thứ gì ông bác Nguyễn Cầm đấy? Là cháu kêu cậu ruột. Cậu ruột ấy. Ông bác Nguyễn Cầm là cậu ruột. Cậu ruột. Còn anh là cháu đi. Cháu ông. Ông cháu ngoại giống nậu. Cháu ngoại. Dạ. Tôi là rỡ. Kêu cậu. Đây rỡ thu đủ với rỡ góc vòng. Rất là vui mừng nha cả nhà. Sáng nay thì gia đình đến đây tìm thấy phần mộ của bác Nguyễn Cầm, nhưng mà đến đây thì bữa cũng chỉ đến đây thì cũng đã nhận ra cái phần mộ của bác nha. Nói chung thì bác Nguyễn Cầm cũng chôn cất tại đây hơn 50 năm rồi. Hôm nay thì người nhà đến nhận, gia đình cũng rất là vui, rất là xúc động nha. Sau khi nhận lại phần mộ của bác. Đây là phần mộ của bác Hạ Sĩ Nhất Nguyễn Cầm, số quân 410630, tiểu đoàn 1, trung đoàn 40, tử trận ngày 10 tháng 6 năm 72, số bộ thì 661 nha các nhà. Chúc mừng gia đình bác nha. Hình nào có cái thấy cái số quân. Nó hình lỏng nhiều lắm mà giờ kiếm không ra. Có cái số. Nhưng mà cái thời điểm mất là y xì thời điểm này. Bởi vì là y xì nem luôn chú. Y xì thời điểm này mất. Rồi cái nhất là cái hạ sĩ nhất đây là biết ổng hồi hạ sĩ nhất rồi. Dạ. Vậy thì chính xác rồi. Cái ngày của y xì là số quân của ổng thì mình được rõ chỉ biết cái trung đoàn 40. Hồi đóng tại cái đầu cầu Bồng Sơn. Dạ. Đúng rồi, còn cái 52 là đánh trận đầu cầu Bồng Sơn. Cậu ấy sinh tại dùng mình luôn á, dùng lớn mình luôn. Thì tức bây giờ để bà già giờ ông ngoại giờ ông ngoài là gốc dân Nhân Khánh. Nhân Khánh vô có vợ giờ trong ngoài, người vợ trong ngoài luôn bà ngoại trong ngoài. Là thì ý nói là sinh ở Nhân Khánh nhớ. Không sinh Nhân Khánh được, ông nếu sinh là sinh của Nhân Lộc Nhân Tân mình á. Vậy nè, cái ông ngoại vô là cứ vợ chứ phải ông ngoại cứ vợ vậy dẫn vô nè. Ông ngoại mới là Nhân Khánh. Hình đó, nói giờ ông bác cũng lên đó. Chỉ cái một. Ông đúng lên, ông cậu đúng lên. Chỉ nghe thôi. Hình như cái nhóm con cái mấy cái bác thương sao cứ gia đình tới đây nhận là bộ tìm ra đây, nhiều lắm. Mấy chục ngày mộ tìm ra rồi. Nhóm con có gia đình tới nhận ra tìm hết. Chia sẻ cũng nhờ anh là cậu ông có hai người con. Mà không biết giờ là lưu lạc ở đâu. Mà biết là gốc của hai con cậu mà theo mẹ là ở Hội An. Chú nói tên gì nữa? Hội Nhơn giống gì không? Hội Nhơn. Xã Hội Hương. Anh nói cho rõ. Nói cho rõ. Tức là hai con cậu mợ là tên Nguyễn Thị Đây. Con gái đầu là Nguyễn Thị Yến. Thằng thứ ba là Nguyễn Văn Nhàn. Gốc là ở xã Hội Hương, huyện Hội An. Tỉnh Bình Định. Không biết cái giờ còn ở thoát lạc đâu mà không tìm ra. Sau khi chia sẻ những cái hình ảnh và những cái phát biểu như thế này thì nếu mà có gia đình mà có nhận ra người thân thì liên hệ cái số điện thoại của chú mấy chú. Chú là số điện thoại đi. 0982 650 318. Dạ. Rồi có gì gia đình mà nếu mà có nhớ lại người thân gia đình thì liên hệ số điện thoại của chú nha, để xác nhận lại cái thông tin và liên hệ bác để tìm lại người thân của mình nha. Chiều mới đăng lên được. À, vậy là anh kênh YouTube gì anh à? Em là Bảo Lăng, con Bảo Lăng Thang. Bảo Lăng Thang. À. Bảo Lăng Thang. Bảo Lăng Thang. Dạ. Còn anh Rom TV. Hôm qua con có cái. Hôm qua mà thấy có dạ, con có YouTube hôm qua Zalo phải. Bữa qua con nó bữa chơi leo lắm, con làm nó gọn mày bớt á. Chơi qua con mới làm ngày qua. Mới trồng cái này làm nó chưa quay. Chưa có quay, chưa chia sẻ, mới làm thôi. Quay sơ qua. Mày lưới chưa qua là đã dọn rồi. Nói chung là cái bia đồ vẫn còn nguyên mà. Dạ. Có nguyên chút còn nguyên.
Nói chung là những cái bia mà bị gãy vỡ vụn thôi mình dái thôi, chứ còn vẫn giữ hiện trường đó. Mày kéo lên thì nó dở hơn nguyên thủy vậy nè. Đúng rồi. Giờ như cái những cái đây mà giờ mất bia mất đồ cũng biết dạ. Ai. Đúng rồi. Đúng không? Chưa thấy cái chú thấy cái việc gì không? Còn cái thằng cây thanh giá nhưng mà con vẫn tên tuổi con vẫn dựng vậy á. Con vẫn dựng vậy tả lại tên tuổi cho các bác chú hết. Không có căn cứ mấy cái điểm là cái hay nhất. Dạ. Tôi đã biết ống là hay nhất rồi. Mà cái trung đoàn 40 mà cái nghề tứ này thì chắc ông hầu chắc nó quấn trọng rồi nó phân dụng cái bọn cánh nó ống gì ông chú ông bác ông mất hầu lúc ông có vợ con chưa bác? Hai đứa con đấy tôi mất hai luôn hai đứa con nãy hai đứa con mất tích luôn không? Ờ, mà hai con giờ cũng biệt dạng không tôi tìm ra. Dạ. Một người nữa là tên Yến phải nằm dạng 59 tuổi rồi. Còn dạ. Con cậu vợ ông là Nguyễn Thị đây. Con gái đầu ông là Nguyễn Thị Yến. Con thứ ba trai là Nguyễn Văn Nhàn. Dạ. Tuổi phải nằm 960 luôn. Túi một túi với cái con túi đi là, còn nữa túi sinh 1970 túi của lại 50 đứa em là 54 tuổi đầu đứa tuổi bà mụ 55 đầu đứa kia là 58 59 đầu phải không? Nhưng số đi là năm mấy 59 60 con đi tuổi mùi sinh 57 rồi thấy dồn mất hầu không thấy rõ thấy sao thấy là dồn biết anh quay lại anh em vậy này anh em hai tụi tôi là nó lục lan nó thường coi nhiều hơn. Nói chung là sau khi cháu vào đăng những hình ảnh lên đây rất sự quan tâm của rất nhiều gia đình nhưng mà cũng rất là mừng vì cũng rất là nhiều gia đình nhận lại những phần mộ của ông bà mình. Chặt dùm cái bụi đi chú đó, cái chữ đó cái dao chặt không được dao nó cùng á chặt ông ấy lâu nay đỡ cho ông chặt ông chặt ông bài lâu quá rồi chưa chặt gì hết chưa làm gì được cho ông bà hết chú vậy đó tôn chưa làm gì cho ông bà hôm nay làm ấy chứ đó tôn ấy ông ấy nó lớn nhất nghĩ là anh em đi cho nó hết tình với bà già nha. Nói chung là lưu lạc mộ rồi không bia rồi không còn là nghĩ không tìm ra. Còn nói chú này, ví dụ như không biết thông tin các bác các chú nằm đâu chưa và biết các bác các chú phải nên đến tìm. Cái tìm không có đại diện của mình cái làm của mình chú à. Cũng nhờ cái dạ. Con cái anh lên tôi nhìn nó cũng không nghĩ khi đây là đó vậy đâu. Nó vậy là cũng quá mừng rồi. Năm mười mấy năm rồi vậy quá mừng. 72 52 năm. Dạ, quá mừng. 52 năm. Thế mai mà tính năm 53 năm á. 52 cứ đây 52 chứ. Ờ 52 chứ đâu có tuổi sinh đâu mà. Trời ơi, rồi giá trăm rồi. Có cầm lại cái chai rượu vô không? Sau khi nhận lại cái phần mộ của bác thì gia đình cũng muốn mua nước và bánh trái đến đây viếng bác nha. Sau năm mười mấy năm xa cách nha, gia đình cũng rất là vui mừng ạ, rất là xúc động luôn. Những cái hình ảnh này thì gia đình tấu xem nha, tấu xem này hình ảnh đây chia sẻ cho gia đình ở vừa á, thấy là cái phần mộ của bác nha. Dạ. Mừng lắm á, gia đình mừng lắm luôn vẫn cứ gia đình hình ảnh này tấu đi quay chi tiết đi ngôi mộ luôn gia đình xem. Giờ như đây thì giờ có một cô móc bia còn bia mà dày cái kiểu nữa cái móc bia họ chịu dần rồi bao phát này trong chạy thấy chơi làm sao coi vui thằng nó liêu nhưng mà chưa dọn lại không tôi tìm ra dạ không thể nào tìm ra được không năm 52 năm mới tìm ra được cái mộ cậu mà. Cũng nhờ anh buổi chia sẻ. Nói chung là bây giờ là nói chung cũng nhờ ông đây giờ vợ con ông là luôn lặng nó đi đâu là em nói tối nay là không có đây là cái thuộc cái địa danh là phường gì phường Gành Ráng ở cái khu nói đây nó có khu hai khu
Khu vực đó là cái núi Trung Quân, là cái núi này anh đúng không? Ê, núi Dung Chua này, Dung Chua là đây. Lại đúc trọng Dung Quân đây. Rồi anh ra cho ông chú ông Khách Phương đi. Rồi dọn tiếp. Nguyên giọng anh thì anh nói anh từng có gặp một cậu anh đưa giờ anh không có bây giờ anh giới anh còn cậu rồi anh không lên nhận luôn rồi cũng tạm thời cũng còn lên thăm đông đỡ cũng có liên hệ với địa phương và cũng đồng thời gia đình đỡ cái tháng cậu dân kia những cái thời gian thuận lợi nhất trong năm nay thì sau giới anh còn cậu gần mộ của ngoại của rồi luôn. Khu này thì khu Trung Quốc tự xỉ năm 1972 nha cả nhà. Cũng khu này thì cũng rất là đông những cái phần mộ của các bác các chú tử trận năm 72 này. Tôi đó là lột qua chân sáu đầu. Chân sáu đầu mà ông đúng là cái mùa hè. Đây mùa hè đỏ lửa mà, bộ đỡ mùa hè đỏ lửa tháng 9 rồi. Mùa hè đỏ lửa tháng 9. Không phải là nó chết rừng trận đánh năm 72 đột rừng, ông đánh cái trận. Cái rút ly rượu không? Tại rượu à. Cái bật thất thú cái chỗ con bồng sơn rồi á. Là vợ con ông bị thất lạc. Xuống khu vực bình cũng còn nữa, ông mới chạy gì à? Xé bị bánh. Ông không có gì ông lại không? Không có gì rồi ông mới quật ra, ông mới trở lại, ông mới bắn cho ông chết. Dạ, chúng là coi như là họ chôn là họ mới chới xe vô họ trí mà yeah. Từ đấy là coi như sau cố tớ rồi chiến tranh rồi tớ, sau giải phóng không giúp luôn nó tập thôi mà cũng yeah. Không tìm được cho nên bây giờ đây cũng may là gặp cái con chú đây lên rồi mới đi giới mà đúng là ông cậu đúng linh ạ à. Tao cũng xin thưa cái con YouTube của anh Bửu anh Bửu Lăng Thang thì hôm nay tôi là cháu tìm mộ của cậu ruột là tìm gặp mộ cậu ruột tôi là Nghĩa Cầm là một tứ trọng mùa hè năm 1972 nay tôi đã tìm mộ thì cho phép tôi xin đại diện gia đình để gửi lời thăm các cái mạnh thường quân đã có cái tâm hôm nay gia đình chúng tôi rất vui mừng và xin cảm ơn. Thôi thì con cũng đại diện cho cái team của con cũng chúc cho gia đình của chú cũng tìm lại được cái phần mộ của gia đình bác Nguyễn Cầm. Nhân dịp năm mới con cũng chúc cho gia đình bác một năm mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương, làm ăn phát tài phát lộc trong năm mới này. Xin chúc mừng gia đình. Dạ, thôi dùng một lần nữa thì gia đình xin cũng cảm ơn tất cả quý anh và xin chân thành cảm ơn. Rồi cảm ơn chú nhiều nha. Gia đình tôi cũng có làm sao rồi đền đắp nấu sau giờ cũng uống tuôn ly nước rồi cũng như là gia đình chúng tôi vui lòng yeah.
rượu giờ hơn nữa tôi cũng có đem cái rượu gốc bầu đá xuống thôi rồi nó, bây giờ mình trước rồi cúng sao rồi thôi rồi, nó... ông bác ông bác ông thương chút cái rượu đó đỡ đâu đỡ ông bác ông mời cái đồng đội ông nem nem mấy nem sát bên đi còn chuyện đỡ người lớn đi còn con cháu thì đâu không cháu hưởng rồi chuyện đó cho ông bà đồng đội ổng dạ rồi đó mời chú bửu dạ gia đình rất là cảm ơn rất là nhiều cảm ơn mạnh thường quân đã phát quan rồi có công tu tạo lại những cái phần mộ mà gia đình hậu dưỡng biết đến và nói chung là cái khu này á thì hồi xưa nó như một khu rừng nhé nói chung là cũng cảm ơn mạnh thường quân rất nhiều chú ạ con mới có cái điều kiện con đến đây cũng tu tu mộ bác thôi nói cho cái ông chú á ông nhớ cái lịch sử đó ông là ông nhận cái một điều không hầu xưa hầu cái họ đấu là họ Nguyễn này vẫn nhớ mà đúng rồi. Ông nhớ đó luôn thì thường là mang cái họ là họ cù là với dạ. Trùng với bà mẹ xấu họ xấu quá ông ừ. Hồi sáng á hồi sáng hay gia đình nói họ cù là cái thông tin đó là nghĩ trong đầu là không có rồi khu này không có họ cù nhưng mà sao vô đây là ông bác nói thật Nguyễn có hai chị em mà có trái họ cái đồ sao chơi trong đây hồi sáng chú nói ngồi kia con nói là họ cù trong đây cô làm đây cũng biết mà không có họ cù dạ cảm ơn hồi đấy mà từ trên đấy mà đi xuống đây rất là khó khăn chứ phải là hồi đó đường xá khó lắm đúng xá khó khăn lắm đi cái mấy ngày trời nữa tới đây chứ phương tiện bây giờ là đi tiếng hồ tới đâu đi xuống cái đường quyền quân đội nó lấy ra một số nó chớ ông già bà già vô trí mà hầu đầu tiên là nghe bà già bà nói với ông già nói là xuống là đầu tiên anh trôn cái má đất rồi anh đấm một cái miếng ngò anh ghi cái tên giải hầu cho cái miếng tên gì thì đấm cái ghi giải hầu cái số quân đội giải hầu cho không có làm gì về mới làm đưa xeo à xeo là ông ngoại xuống xeo là người ta không cho vô nghe nói là hồi xưa thì mấy người ông bác lớn tuổi là ông cỡ lại thì lúc mà quân đội nó trôn thì đấm cái miếng ngò đúng rồi rồi nó kêu một cái đội thầu chuyên môn xây mộ này tới xây rồi làm bia xeo dựng bia xeo lên chứ không phải là làm luôn như vậy đâu gạch tấp lô mà còn đây là phần mộ của bác Nguyễn Cầm hạ sĩ nhất Nguyễn Cầm sơ quân 410-630 tiểu đoàn 1 trung đoàn 40 tử trận ngày 10/6/72 số mộ thì 661 nha. Sau khi gia đình nhận lại phần mộ của bác thì gia đình cũng có mua nước nè trái cây đến đây viếng mộ bác nha. Gia đình rất là xúc động bộ sĩ quay lại cái khung mộ của bác Nguyễn Cầm cho gia đình xem nha. Sau mấy mươi năm chôn cất hiện tại khung mộ của bác như thế nào. Trong khung mộ của bác thì cũng có một cái gốc cây rất là to nha cả nhà. Còn đây là khung mộ của bác Nguyễn Cầm này. Trong mộ thì cũng rất là nhiều gốc cây to luôn á. Đa số thì gốc cây dúi nha cả nhà. Cây dúi. Khung mộ thì vẫn còn nguyên trạng như ngày xưa nhưng mà hơi bị nứt nha. Khu này thì ngày xưa nằm trên một cái khu rừng á. Cho nên những cái phần mộ và những phần bia gãy vỡ rất là nhiều nha. Nhưng mà cũng rất là hên. Phần mộ của bác Nguyễn Cầm thì cái phần bia thì vẫn còn nguyên vẹn nha. Ngày hôm qua thì bữa cũng đến đây bữa tung tu lại cái những cái phần bia này cho bác rồi. Hơn sau thì ngày hôm nay cũng gia đình cũng đến đây. Cũng tìm mộ và nhận ra phần mộ của bác nha. Bữa cũng chúc gia đình bác Nguyễn Cầm được đoàn tụ sau năm mươi mấy năm xa cách nha. Xin chúc mừng gia đình. Hôm qua theo dõi trên kênh YouTuber thì hôm nay thì tôi đến tìm đến cái nghĩa trang của sư đoàn 22 ở Quy Nhơn tìm được mộ của ông cậu ruột tôi và đồng thời trong những thời gian trên 50 năm nay thì vợ của cậu là cũng với hai con của cậu là thất lạc vợ của cậu là tên là Nguyễn Thị Đây. Con cái đầu cậu là Nguyễn Thị Yến và con trai thứ ba là Nguyễn Văn Nhàn. Thì bây giờ thất lạc khi nay lâu. Vậy thì có theo dõi trên cái kênh này thì tìm về nhà bà cô. Bà cô hôm nay còn sống là 90 tuổi và các anh của bà cô hiện nay có gì liên hệ với số điện thoại là 0982 650 318. Xin chân thành cảm ơn.
Chị hỏi chú tên gì chú? À, tên Sơn. Chú Sơn cũng ở làng này luôn hả? À, chú cho con hỏi cảm giác của chú mà sau khi mà có người thân đến nghĩa trang này tìm ra được cái phần mộ thì cảm giác của chú sao chú? Rất vui á, vui họ tìm được người thân rồi họ đi vào gì hay là họ đỡ đi hay là cũng có người tới lui thêm mộ rồi. À, họ có điều kiện thì họ đưa về quê khỏi thất lạc. Bây giờ cũng mừng rồi chú không? Mừng lắm. Mình cũng chúc mừng cho gia đình trở về phải không? Rồi chứ, trong việc có người tới nhận cho nó họ đem gì hay là tu bổ lại với cải táng vào gia đình cho tiền tờ hương khói rồi không? Ấm áp không? Về nhất trí cái thâu. Dạ. Gia đình họ như gia đình mình nhé. Dạ. Nói cho mừng lắm nha, người thân mà xa cách nhiều năm mừng lắm. Tìm lại được mừng lắm. Thôi con cảm ơn chú nhiều nha. Ok. Dạ cảm ơn chú nhiều ạ. Sau khi nhận lại phần mộ của gia đình mình thì gia đình rất là vui mừng nha cả nhà. Rất là xúc động luôn á. Bữa xin chúc mừng gia đất gia đình bác Nguyễn Cầm nha. Đã được đoàn tụ gia đình sau năm mấy năm xa cách. Có lẽ bộ sẽ kết thúc video tại đây. Bộ chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương bên gia đình và người thân yêu của mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau. Bye cả nhà nha.